Bạn Tim đang chơi hai con sâu nha các bạn. Đây là hai con sâu trong củ củ gì bạn Tim? Trái gì bạn Tim? Trái cà nâu. Trái cà nâu á nha các bạn. Hai con sâu này có ngứa không bạn Tim? Không. Rồi bạn Tim cho nó bò trên tay bạn Tim luôn kìa. Wow, nó sắp ra ngoài rồi bạn Tim ơi. Đó, nó sắp xuống nước. Sắp rớt rồi. Ôi, hai cái tay của bạn Tim chơi nãy giờ đang thui luôn á. Bạn Tim chơi xong nhớ rửa tay nha bạn Tim. Dạ. Chị có. Em sao vậy? Nhọt không bạn Tim? Trời ơi, mấy bạn đừng có bắt chước bạn Tim nha. Dạ. Mấy bạn đừng có bắt chước bạn Tim nha. Hai con sâu nhìn thấy ghê quá à. Còn một con. Con đã chết rồi. Đã chết rồi. Chết chưa? Chưa. Đâu? Đó. Nó còn nhúc nhích không? Đó, nó còn nhúc nhích á. Chờ cho bị xà bá nữa. Nó còn nhất kìa. Rồi còn hai con này. Trời ơi, nó bò anh ba bằng tiên kìa. Nó bò trên tay của ai vậy? Nó bò trên tay của bằng tiên kìa. Ghê quá vậy. Ghê không bằng tiên? Ghê. Rồi bằng tiên dục đi ha. Ngươi. Sao vậy? Để chơi mồi chơi. Đi chơi hả? Ừ. Ừ. Ê. 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 Ôi, sao nó dính luôn vậy? Ghê quá.